Đu trend tuổi trẻ bạn đã đi những đâu, thanh niên khiến tất cả phải xin thua vì không ai dám làm theo. Dạo gần đây khi lướt trên mạng xã hội tấp tấp, không khó để chúng ta bắt gặp những video đu trend tuổi trẻ bạn đã đi những đâu với hàng chục clip triệu view với nội dung chủ yếu là khoe các nước hoặc các nơi mà mình đã từng đặt chân tới. Trong khi người thì khoe được đi châu Âu, người thì khoe được đến Hàn Quốc, Nhật Bản, thì một thanh niên đã đu trend khiến tất cả phải chắp tay xin thua vì trend này nó lạ lắm, không ai dám làm theo. Cụ thể, clip được bạn nam có tên là Nguyễn Thịnh đăng tải trên trang cá nhân với dòng caption: cả đời trai chỉ đeo còng số 8. Mở đầu video là hình ảnh anh chàng khá bảnh bao kèm dòng chữ: 25 tuổi, mình đã đi những đâu, khiến nhiều người vô cùng tò mò. Tuy nhiên, đến đoạn sau là loạt hình ảnh người này đang đi tù với bộ trang phục tù nhân được chụp lại làm kỷ niệm mỗi khi có người thân đến thăm. Không chỉ một mà có đến 3 khoảnh khắc đi tù xuất hiện trong video, khiến anh chàng thống trị trend tóc tóc một cách vô cùng dễ dàng. Thậm chí nhiều cư dân mạng còn phải chấp tay xin thua vì trend này nó lạ lắm, em không đu nổi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.